Mô Di Đà Phật. 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 Nam mô A 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 Di Đà Phật. Mô Di Đà Phật. Mô Di Đà Phật. Mô Di Đà Phật.
Đẹp. Nè, con bé yêu cái chai nhà gì nè. Chai gì năm chưa ra được chai nào hết trơn á Nghi. Không gài bán lệ sệ quá Nghi ơi. Năm không có mà bán đắt như lúc trước nữa rồi. Bán đắt như lúc trước chai ra không có chỗ để luôn á. Người chiên này ế học trò mất tiêu hết trơn rồi, nó không có. Nó biến mất hết trơn rồi, nó không có ủng hộ gì hết trơn. Ai đóng giỗ hay gì đâu. Ờ đóng giỗ ngày gì năm con. Cho nên tới gì năm. Ngày gì năm mời. Gì năm cấm bom mẹ con nghe. Hè với Nghi vậy. Đang cắm bông tào lao đẹp nha. Nè, được không? Đang cắm được không?
Chưa thấy gì Năm cắm bông rồi. Năm bán không dài sập sình hơn ai chứ chị, có đủ thôi mà con bắp bánh nhà mày xào cái tay lấy nước đã không? Sao con em đâu còn miếng mớp đây, mớp sao mà nhìn đã đi. Mua đó 20.000 miếng cắt ra được mấy cái con miếng ở gì nằm đâu rồi sao mà đã gì ai cũng thích miếng nước vậy chứ. Cái này tại nó thấm nước đó con, nó thấm nước đó, người ta xài người ta thấm nước mà. Giờ kiếm chai được. Chừng nào có là Năm chừa liền thì đừng lo. Nó cho ấy. Cho mình lên nghe gì. Anh cái này là để với bàn thờ Phật ha. Tại cái bàn thờ Phật nó bị phức á. Mình để cao như vậy. Thank you.
Mô Di Đà Phật.
Đà Phật. Nam Mô A Di 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 Đà Phật. Trời, vợ mua gì đâu, bông gì đâu, chừng nữa hay kiểu gì hết. Không dư cá nữa chà. Còn hơn siêu nhân nữa lợi. Có tài luôn nè. Cầm khổ. Cầm. Ừ, thôi thôi đừng phá cơm, đừng phá cái đó đồ ăn cơm. Gói đầu bữa nay cắm bông làm gạo hết trơn rồi. Hả? Ừ. Bữa nay cắm bông. Ừ. Chở mua bông đó hả? Đi sáng. Nhân mới chở, nhân mới chở đi. Ừ, nhân gì hả? Rồi đâu rồi, nó đâu rồi? Cắm bông đẹp. Trời ơi, đẹp dữ vậy trời. Mà sao mọi người lấy cái
lấy cái keo. Coi biết sao không? Ở trên cái mặt phẳng đó, cái đó cũng miếng tạm bông gì đó, nó cản ngang vậy nè. Cái để cái dĩa cái nó bị hụt ở dưới á. Cái mình để cái keo cho nó cao, cho nó sẫm lên. Khỏi nó có bình. Có cái bình cho nó. Cái bình thì nó bình cao không à? Thì nó quá cao, nó phiêu liêu. Phải sắm một cái bình dừa dưới cái đó. Thì đẹp. Bà này bà cắm bông đẹp thiệt. Ai dạy bà vậy? Dạ với quỷ dạ tự sáng kiến đó bà. Bà lên mạng bà coi không? Tự làm tự sáng kiến luôn á. Nghề dạy nghề cô ơi. Tội nghiệp mình là thằng làm tư. Dạ sáng đảm ra. Hôm nay là ngày mùng 10 tháng 8 là ngày kỷ niệm của bậc ba trầm. Con là cháu, con xuống đây con dâng nén hương này cầu nguyện cho bác ba sớm ba là ăn rồi dẫn về cõi Phật, nhìn xuống con cháu để mà hộ độ cho nó làm giàu mà có với ta bác ơi. Nam mô Di Đà Phật, Nam mô Di Đà Phật. Trời ơi, đi hết hai ba mã người bác ơi. Mẹ đi cứ khổ hoài sao cho nó giàu giả giàu có với ta. Bác ráng bác hộ độ bác ba ơi, bữa nay ngày kỷ niệm của bác đó nha. Con nhà cháu đó, Nam mô A Di Đà Phật. Xuống đây thọ thực với hai bác mình đó nha ông. Ăn đó là cơm chay đó. Con đốt nhang cho ông nội ông ngoại con đi đốt ba cây con. Đốt ba cây. Ở đó một cây hả? Ở dưới này có đốt một cây một rồi vậy, đốt một cây thôi. Đốt rồi con. Bà Tư đốt đó. Bà Tư với bà Mừng đó, bà Tít bà Út đốt đó. Còn con thì nào cũng mà đốt kia nha.